nó tắt tắt ra đi để thu âm cái này. Ai đây ạ? Ờ, tôi có bưu phẩm gì à? Anh nhận được thông báo như thế nào mà nhắn tin cho Ngọc em, anh tỏ ra em. Ờ, thì tôi nghe tôi thông báo tự động là bảo là tôi chưa nhận được cái bưu phẩm gì đó. Thì có bưu phẩm gì thì... Anh muốn kiểm tra bưu phẩm không? Em sẽ kiểm tra giúp anh. Ờ, kiểm tra giúp anh với. Anh muốn kiểm tra cho biết họ nhà tôi kiểm tra không? Anh là Nguyễn Duy Quang em ạ. Nguyễn Duy Quang ạ. Đúng rồi. Anh ở địa chỉ ở 86 Tân Mai em ạ. 86 Tân Mai hả? Đúng rồi em. Tân Mai thì em đọc thế nhưng mà phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Thành phố Hà Nội. Hoàng Mai Hà Nội. Đúng rồi, đúng rồi. Ok. Rượu say quá mà chả biết bưu phẩm mình, hình như mình có gửi, có ai gửi bưu phẩm đến mình. Lâu thế. Được bưu phẩm thì phải khao ấy nhá. Alo. Được tặng đấy. Ơi. Sau khi em kiểm tra trên hệ thống thì em thấy có một bưu phẩm gửi cho anh là nhận Nguyễn Duy Quang, có số khai báo 0907538868. Cái bưu phẩm của anh Quang đã quá hạn cho nên bên em cần xác nhận số chứng minh thư của anh để biết chính xác người gửi cho anh là ai và tránh trường hợp trên trùng cơ. Thì số chứng minh thư của mình là bao nhiêu anh Quang? À, 0082. 0082. 000. Cũng vậy, 000 hả anh? Ờ. 555. 555 hả? Đúng rồi. 12 số đấy ạ. À. Anh đọc lại một lần 3 số cho em dễ nhập hơn quen. Là như nào? 000 000 882 882 0555 0555 mấy số 5? 4 số 5 rồi. Và 1 số 0. Và 1 số 0. Đúng rồi ạ. Là sao? Ôi, tớ xem lại cái chứng minh thư của tớ vậy. Đây, tớ xem lại chứng minh thư của tớ nhá. À đây là đọc nhầm. 00 10 80 00 82 00 00 00 00. Đấy mới là chuẩn. Đúng rồi, 6 số 0 như thế nào ấy? Em đọc nha, 001082 00 000 đúng rồi. Dạ, giờ bây giờ em sẽ kiểm tra bưu phẩm liên quan qua số chứng minh thư của anh. Sau 5 phút nữa em kiểm tra xong rồi, sẽ gọi lại thông báo chính xác liên quan nha. Ui, tôi phải gọi lại tiếp à, đang nhậu mà. Dạ. Thôi đi, cứ đi. Đang nhậu hả? Ừ, đang nhậu, em có nhậu cùng không? Em có nhậu cùng không? Anh nhậu đi. Ok, thì chúc em vui vẻ nhá, anh nhậu nhá.